Hello anh em nha. Mình mới nhận con Redmi Note 8 nha anh em, của Xiaomi. Pin phù nha anh em, thấy pin không? Mình đã tháo nắp ra rồi nha. Đó. Pin phù. Rất là nặng. Buộc phải thay pin nha. Còn cách nào khác là phải thay pin mới. Đây nha anh em, mình đã mua pin mới của nó rồi nha. BN46 nha. BN46 ha, đây là pin của Xiaomi Note 8. Mình sẽ tiến hành mình thay vào nha. Đây là keo cố định. Để mình dán cái căn cái socket pin cho nó vừa. Rồi, ok. Pin phù nha anh em. Ok nha, mình đã thay pin xong. Con Xiaomi Redmi Note 8 nha anh em. Rồi anh em có nhu cầu thay pin màn hình, các loại điện thoại cứ alo cho mình nha. Báo giá cho anh em đàng hoàng nha. Rồi thân ái chào cả nhà nha. Chúc anh em sức khỏe thành công, nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình nha anh em. Còn 63% pin anh em. Okay.